cho các bạn. Hình như bác Nguyễn Tuân có nói, đại ý: cho tôi xem vài câu lục bát, tôi sẽ cho biết anh ta làm thơ được hay dở. Bác Tuân nói có lý. Lục bát có vẻ dễ làm, nhưng làm cũng dễ ra vẻ, ra tuồng lắm. Theo kinh nghiệm của bác Tuân, cầm tập thơ Nắng đang muốn khóc của nhà thơ Cù Thủy Văn, tôi liền tìm ngay mấy bài lục bát và đã nhanh chóng gặp may. Lục bát của Cù Thủy Văn rất sống động, liên tưởng rất cao, nhất là ở những bài thơ mang nặng nỗi đau nào đó. Xin mời các bạn nghe hai bài thơ thuộc loại Em đau ác mộng luôn chờ này của nhà thơ Đan Phượng Hà Nội, Cù Thủy Văn. Du Anh. Em đau đâu phải vì anh, bao nhiêu con mắt bẻ cành bứt hoa, thương mình cứ mặc người ta, cái duyên cái nợ được đà ghét nhau. Đi đường cũng vội bước mau, ở thì kém số hoa lau chóng già. Anh đi chìm lặng đường xa, em ngồi tết lại phong ba phận người. Héo trong ngoài vẫn phải tươi, sợ ai biết lại mít cười nhạt trăng. Em đau nghẹn nghẹn đêm rằm, em đau rông giống như tầm nhà tơ. Em đau ác mộng luôn chờ, em đau biết đến bao giờ hết đau. Phù Hoa. Không trăng em mắc võng ngoài, gặp cơn gió vụn cứ ngại ngại đưa. Nghĩ mình phần mỏng rào thưa, rau răm đâu dám lên chùa cầu may. Em ngồi dưới gốc đa này, chờ cho chú cuội có vay bớt tình. Nợ duyên một kiếp ba sinh, mong ai gánh đỡ cho mình cho ta. Có chồng như mộng phù hoa, không chồng đu võng chật ra chật vào.